Xin chào các bạn, anh em. Bữa nay mình lên cái clip để chỉnh sửa cái đồng tiền các bạn. Cái này cái chỉnh chất này theo ngành thợ máy thì mình rành thì rất là đơn giản các bạn, nhưng mà mấy anh em mới vào nghề đó, nó đơn giản mà lại hả, nó sẽ làm khó luôn các bạn. Nhiều khi không đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất các bạn. Gặp ở nhà nữa, nhiều khi ta đang làm bị bung súc hay gì đó mà nó không có kẹp chỉ được đó, thì cũng phải biết cái này các bạn. Còn các bạn không biết nó đơn giản mà lại nó làm cho mình rất là quan trọng các bạn. Phải kêu thợ máy lum la, phải đợi hàng gấp nữa các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cái đồng tiền này, chỉnh sửa cái đồng tiền các bạn, luôn tới cộng dây giật luôn các bạn đó. Trước mắt thì mình nó cái máy là khi mình chạy những gót là nó phải nhả nha các bạn đó, các bạn nhớ nha, nó nhả vậy mới đúng đó các bạn. Nhưng mà mình phải chỉnh như thế nào chứ mà nhả nhiều quá cũng không được các bạn. Nó trước mắt các bạn lấy cái này ra, nó mình chỉnh trước cái đồng tiền trước đi rồi mình sẽ chỉ hướng dẫn gắn vô các bạn. Đây các bạn, bạn nhớ nha, nó đồng tiền nó có cái râu tôm, nó mà giật nhiều quá nó chỉ nó cũng không có tốt các bạn, nó cũng chỉ mà dở dở thì nó sẽ đứt luôn các bạn nhớ nha. Nó trước mắt nè các bạn, là chỉnh cái đồng tiền nhiều khi các bạn muốn thay râu tôm các bạn. Đây con ốc nè các bạn, nó trước mắt bước một là ốc. Trước khi dặn ốc này các bạn đừng có để cái tay gì mà để dặn các bạn, tại nhớ cái ngành máy móc các bạn mới vào nghề hay gì, những cái thợ máy cho tránh cái tai nạn nhỏ mà nó bị chảy máu tổn thương ruộng mình người khác này các bạn. Nhất là cái vít mà mình ta đang ngồi phía sau mình đang dặn gì mà thẳng mình đừng bao giờ cho người ta ngồi phía trước mình mà cận kề mình, mà mình dặn thì khi mình trợt nó không có ra ốc, bằng ốc nó không có ra cứng quá, trợt cái đâm thẳng bên kia luôn các bạn. Có trường hợp đó mình hồi đó lính mình bị các bạn đâm xuyên cái tay luôn các bạn, thằng kia nó ngồi dịnh phụ nó đẩy lên sao đẩy cái máy bọ các bạn, nó đâm xuyên luôn các bạn. Bởi vì mình phải để ý các bạn cái đó nha, cái này nó rất quan trọng. Giờ cứ cầm dây dặn đi các bạn, để đâm vô cái tay mình lủng cái tay luôn, tại mình đang sớm mạnh đấy các bạn. Các bạn để như này đó, các bạn để này, nó có lỡ đâm ra thì đâm ra đây chứ không được đâm vô đây. Cái này cứ đơn giản các bạn là nó bị hoài, hồi đó mình mới vô nghề cũng bị các bạn. Sao bởi mình giờ có kinh nghiệm thì mình chỉ cho các bạn, nó đơn giản vậy mà làm tổn thương mình hoài. Cái đợt khi dễ đó là mình bị tổn thương các bạn. Nó đơn giản, mình dặn cái gì đừng có để mà dính nó trợt vô trúng ảnh hưởng đến mình các bạn. Dặn ốc này các bạn lấy ra đây, nó phần nguyên lý nó không có gì, các bạn nhớ đơn giản nha. Đây nó một cái, đây nó có một cái rãnh, còn cái râu tôm nè các bạn, râu tôm nó trong này cũng có cái rãnh, mình tháo cái râu tôm cho các bạn coi đó, mình tháo râu tôm cho các bạn nha. Đây nó nguyên lý nó là hãy biết cách bỏ vô nữa các bạn đó. Đây các bạn, cái này nè các bạn, nè các bạn thấy không, cái râu tôm nè ở trong nó có một cái gờ giống như là nó không có cái gờ này á, không có cái gờ nhỏ, là cái lò xo của mình quay là nó chạy vòng vòng luôn, nó đâu có cái lực căng chỉ gì, các bạn nhớ nha. Ở trong này đặng khi nào hồng mình bỏ vô á, nó sẽ cái gờ nó làm ló ra đặng dính vô cái khe này các bạn. Đây này, cái khe này đó, cái khe này nè các bạn đó, nhớ nha, nguyên lý nó vậy đó, đặng giống như cái này nè, nó vô dính lại cái đó, cái nào cái lò xo nó có cái độ nhúng được các bạn. Đây nè các bạn nhớ nha, nên lực đàn hồi đó các bạn, nên mình bỏ vô thay vì nằm trong, các bạn thấy nha, mình để vô ở đây có trong có cái gờ là so lại các bạn, làm đòn bẩy các bạn. Đây các bạn bỏ vô nè, nó sụp cái này cái gờ các bạn này, thấy không đó, nó các bạn, xong cái này nó có cái đàn hồi nè các bạn, nó chứ không có gì, nguyên lý nó đơn giản thôi các bạn. Nếu bị râu tôm thì các bạn mua râu tôm về thôi, gắn vô này các bạn, khi các bạn gắn vô là các bạn làm gì nè. Đuôi cái nó móc có cái loại mà cái bộ đồng tiền nó không có cái rãnh trong này, nó ra ngoài thì dễ nó, các bạn bỏ vô cái gạch vậy cái xong, còn có cái rãnh này bọn phải bỏ vô cho đúng. Đây các bạn để như vậy này, các bạn móc vô cái tay này, móc vô cái lỗ này rồi bỏ ra, bỏ vô rất đơn giản các bạn. Nhưng mà không biết thì nó cũng khó chịu vậy, cũng kêu thở mát các bạn. Xong này các bạn đẩy vô, đẩy nhẹ nhẹ thôi, đặng mình quay cho vô cái khớp đó các bạn, quay vô cái khớp nè, nó là cái khớp là cái lực là cái này nó các bạn đừng làm nặng quá nha, nặng quá nó cũng không tốt, đưa nó chỉ nè các bạn nè, nó bạn nhớ nó có lực đàn hồi và nó dính cái gờ ở trong á, là bạn quay xuống vậy nó đàn hồi nó ít vậy lên tới cái mí cạnh các bạn, cái rãnh cắt nè, mí trên rãnh cắt nè các bạn, có đàn hồi nè các bạn nè đó. Đó các bạn nhớ nha, đây nó xong rồi các bạn, đây có một con ốc duy nhất thôi. Dặn sơ sơ nhẹ nhẹ đi rồi mình để dưới mình dặn cho nó cứng các bạn, còn đừng để cái tay, để cái tay này nè âm phủng tay hoài các bạn nhớ nha. Xong rồi các bạn để như vậy. Đây các bạn, để dưới nè các bạn, dặn lại. Rồi dặn là cứng là được. Ok các bạn, các bạn đẩy cái cây ti ra bằng cái này các bạn, hoặc ló có cái ló ra chút xíu các bạn nhớ nha.
Rồi xong, cái ti này bỏ vô. Nó cái ti này nhiệm vụ nó là nó máy cắt chỉ ở trong đó, nó nhảy ra các bạn, nó nhảy ra. Nó nhảy ra cái miếng đáp chặn này, nó chặn á rồi nó chặn cái kim, các bạn chặn cái kim đương nhiên nó phải nhảy ra. Ở ngoài này có lò xo ngoài này. Đây các bạn chặn cái nó nhả ra này các bạn. Chặn ra cái hở đồng tiền các bạn này thấy không? Đó vậy nè, nhiệm vụ nó là vậy thôi chứ không có gì hết. Nó còn ở ngoài này thì các bạn tháo ra nha, phải bỏ đúng thứ tự nha các bạn. Đây. Nè. Bắt đầu các bạn úp vô. Nè, các bạn úp vô nè. Nó úp vô xong có một cái ngược nó lại. Đặng nó mới kẹp được chỉ các bạn. Hai cái nó mới kẹp lại. Ừ, hai cái kẹp chứ đừng có để cái hỏng, cái này úp lại cái nó không kẹp chỉ nha các bạn. Trùng khớp nhau không được, hai cái ngửa lại, chụp lại xong. Cái này là cái cục chặn nè các bạn. Cục chặn này là nhiệm vụ nó là cái cây ngang này, là để cái cây đổi nè. Nó đổi ra tới đây nè các bạn. Nó ở trong mình thục ra cái cây đổi này, nó sẽ đổi vô cái ngay chỗ cái miếng chặn này các bạn. Cái đồng tiền nhưng mà nó làm chính giữa có miếng chặn này, để cây này để đổi nguyên lý nó để đổi ra. Nhưng mình cắt chỉ cái đồng tiền nó lói ra là nó sẽ đổi ra được các bạn. Nên nhớ nha. Rồi đó, cái này nè, cái này thì khi nó bị mo lên thì các bạn lấy vít đóng nhẹ nhẹ lại, mà cũng rẻ, mà cái bộ đồng tiền nó rẻ rẻ, các bạn đi mua gắn vô thôi chứ không có gì hết. Mua nhớ cầm cái mẫu thôi các bạn. Nó có nhiều máy khác nhau các bạn. Cũng kỳ nữa. Thì ngắn thì dài nữa các bạn, nhiều loại lắm nha. Xong các bạn bỏ này vô. Đây. Đây các bạn bỏ cái lò xo vô. Xong các bạn bỏ này, nhiều khi có cái đồng tiền nhỏ nữa họ khỏi cần cũng được. Có đó nhiều khi khống chế lại đến ngày nó bị lờn cái mình ấy không được. Mình dàn không được các bạn. Ừ, bạn nhớ phải mình quay nó lên cái chạy gửi gợi có cái lực trùng chỉ nha các bạn. Đó, xong. Bạn bỏ này vô. Đó vậy nè, này, nhiệm vụ nè. Nó các bạn thấy không? Ừ. Nó nhảy ra. Còn trong cái máy thì có cái này nè các bạn. Trong cái máy là ở trong đó nó có một cây ti nha các bạn. Cây ti này nè, rủi mình làm mất cây ti này mình cũng chế được đó các bạn. Kiếm cái cây sắt bự bự cũng vậy, mình cắt đi cái mình mài với cho nó có độ tròn. Độ tròn nó để đựng rít các bạn. Ở trong có một cái con, ở trong có một cái đáp trượt các bạn, cái đáp trượt từ hủng lên cao. Khi mình cắt chỉ cái đồng tiền, nếu mà điện tử có cái dây nó giật về thì cái giật về cái chỗ cao thì nó sẽ lói ra cái này. Còn bình thường là nó sẽ nằm ở dưới cái phần giác thấp, nó có cái miếng đáp đó, còn từ miếng giác thấp lên miếng giác cao, khi mình mai cái là cái miếng đáp nó sẽ trượt lên, nó trượt cái lên cái máng cao thì nó sẽ nhả đồng tiền ra, thì nguyên lý nó vậy thôi, nhưng mà lên dốc thì nó nhả ra, thì nó đưa ra là nó nhả đồng tiền ra, các bạn nhớ trong này nè. Đó, bạn nhớ nha, để vô, có cái lò xo không cần lò xo cũng được, có lò xo để vô cũng được, không cần, bạn thường nhiều thoải mái, dặn riết trong này có lò xo nhỏ rớt bạn cũng bay mắt là không cần đó bạn, không cần thiết. Nó các bạn ở trong có nè, trong cái cây nè. Cây ti phải bằng mặt. Cây ti nó nhiều cái ti lắm các bạn. Cái ti này thì nó có cái đồ chặn dầu. Máy Nhật thì nó tốt các bạn này. Có đồ chặn dầu các bạn, còn không có, có nhiều cái máy không có. Nói chung tùy theo. Thì tổng hãng là nó các bạn. Cây ti rất là đơn giản. Đó các bạn xong. Đó các bạn để vô. Để đồng tiền đây các bạn này, có cây nha các bạn. Ừ. Có cây ti nha các bạn. Đó, nhiệm vụ cây ti đó là mình đẩy vô sâu nè. Giống như còn cái rau tôm nè các bạn. Để sau trên này chừng 3 ly thôi các bạn. Cái đầu tôm này trên cái ngang này 3 ly các bạn. Đó, ở đây nó có cục cái này miếng ron để chặn dầu các bạn. Nó tỏ loại này nó mới Nhật nó làm kỹ các bạn. Cái ron này dầu nó không có ra ngoài ngược. Đang mai cái chỉ đó, nó dơ mà da trắng không được. Này cái ron này các bạn. Này cái ron. Cái ron cái đồng tiền này này mua phải kiếm cái ron này là mua này. Là chắc ăn nhất, là cái hàng Nhật nó làm kỹ lắm các bạn. Đó. Máy này mới Nhật các bạn. Bạn bỏ vô. Đó, các bạn nè. Bỏ vô các bạn quay. Đấy này các bạn quay này. Là cái dịch nhỏ đầu các bạn nè, quay cái rau tôm này các bạn, đừng lên cao gì quá nha các bạn, nó xuống cách đây 3 ly thôi các bạn, đó 3 ly 4 ly 3 ly cũng được, hoặc trên hoặc bằng cũng được các bạn, mình cho nấy. Nhưng mà với điều kiện nè, mình để mạnh vô là nó hở ra vậy không được, khi mình may giải dày mình bỏ giải dày lên nó hở, các bạn phải nhớ nha, dưới điều kiện nó nhảy được, nhớ nguyên lý nha. Rủi ta may giải dày lên dốc cái tự nhiên nó nổi chỉ dưới này, lý do đồng tiền lên dốc nó hở nó, tại vì cái gạt chỉ ở trong lên dốc là nó hở các bạn, nào phải nhớ nha. Đây các bạn rút vô, rút vô bằng nè, hở nè thấy không, nhích ra cho bằng nè, nè nhích ra bằng nè, các bạn thử nè, đó nhích ra chút xíu nữa, đó nhích ra xíu, các bạn dặn lại xử, các bạn thử nha, lên dễ dày mà nó hở là không được, các bạn phải nhớ nha, phải nguyên lý mà. Các bạn để hả có chục lớp cho người chắc ăn các bạn. Đây các bạn để nè, để lên chục lớp nó có hở không nè, nó vậy cho mình ngừa mấy cái hàng dày các bạn, nó để là 17 lớp luôn đó, nó không hở đồng tiền, mình nhích nhẹ hở là không được các bạn, như vậy là nhích nhẹ này. Phải nhớ nha. Đây các bạn. Nó dở lên vậy rồi đồng tiền nó vẫn chặt được rồi các bạn, là ok. Dặn lại. Các bạn dặn lại. Còn mà nhích ra nó không được, nhích ra miếng nữa. Nó, vậy các bạn chạy thử coi. Nó. Nhích nhẹ nhảy thôi ra được miếng mà. Nhảy còn nhiều nè các bạn này.
nó nhảy nhiều rất là nhiều nên mình xích ra miếng nữa cho sau này ngừa những hàng dày nữa. Đó, bỏ xuống đi nè, các bạn nhích ra miếng nữa này các bạn, dưới điều kiện nó còn nhảy là được, đừng nhiều quá. Nhưng mà đây thử coi, rồi nó còn nhảy là được, nhưng mà cỡ này mình may dày khỏi sợ nè các bạn, chứ mình lên dốc cái cục gù cái tự nhiên cái sau nó ô chị sao cái máy em anh bán nó dởm cái gì, nói chung là nó lên dốc cái đồng tiền nó hả ra các bạn. Đó, trường hợp nó có ngoài trong công ty, nhất là công ty đó, mình nhích nhẹ cái mình dở dịch nè, mình dở lên chút xíu mà đồng tiền chưa nhả này các bạn. Nè nè ha, nhích nhẹ, nhích nhẹ dở là không được các bạn ơi, nhích nhẹ vậy là không được nè. Nó mình phải nhớ nguyên lý là khi mình nhích nhẹ chân dịch là gỡ thì không được các bạn. Đây các bạn dở, nhích nhẹ nè, nhích nhẹ chân dịch mà hở là không được, phải xích ra miếng nữa các bạn, là mình mai dễ bị cái tình trạng đó các bạn. Lên dốc nó xích ra, nó đơn giản nhưng mà lại là nó mình dở đồng tiền cái chân dịch lên á là cũng là 5 ly rồi mà đồng tiền chưa dở là được các bạn. Nè cả phần cả 4 ly đâu 6 ly luôn rồi các bạn chưa dở, mà mạnh này nó mới dở rồi các bạn. Nó xong rồi mình phải qua điện tử rồi nó nhảy không nhảy là chỉ cắt ngắn ngủng các bạn nhớ nha. Máy này đang giao ngang các bạn, là có nhảy là được các bạn, có nhảy vậy là dao nó sẽ chỉ nó sẽ dài xong dẫn cứng là các bạn nhớ, nó là nguyên lý vậy các bạn. Nếu mình dẫn dịch lên nó phải dở đồng tiền, người ta kéo chỉ cho nó nhẹ các bạn, nhưng mà nhớ khi mình dích dịch xíu mà đồng tiền nó dở là sau này mình mai lên dốc là nó bị liền các bạn, là mai lên dốc là nó bị nói chỉ dưới ngay tự nhiên ngay cái mỏng mà cũng bị nó mở thắc mắc hoài vô đó. Nên là các bạn nhớ nha, cái đó là quan trọng, cái đơn giản mà lại là rất là quan trọng hữu ích nha các bạn. Còn này các bạn muốn căng chỉ thì kéo về mấy đây, thường thường mình xài các loại được thì các bạn cái đáp chỉ nè để ngay chính giữa ốc là dặn hoặc là thiên gì đi xíu đó, các bạn đưa đây nhiều thì đánh chỉ nhiều, đưa đây đánh chỉ ít lại các bạn, còn bên đây thì nó chết rồi, bên đây nó chết đó, mấy nhẫn làm chuẩn lắm các bạn nhớ nha. Còn đồng tiền này là các bạn đồng tiền cao là các bạn siết chỉ vô thì đồng tiền nó sẽ cắt chỉ, nó sẽ nhắn nó vuột đầu chỉ luôn các bạn. Đó, có nhiều máy là mà phải xíu vô cho nó chỉ nhắn quớt các bạn. Còn này là cái loại mối, nó là cái phương pháp để chỉnh đồng tiền rất là nhanh mà nó đơn giản, mà bạn đừng khi dễ nó khi hàng sản xuất rất là mệt các bạn. Trường hợp á máy điện tử các bạn nó đứt cái dây giật ở trong thì các bạn mua cái dây về, giả tỷ mình có thể cái dây nào đơn giản, cái dây các bạn ra mua dây cáp xem đa các bạn, giả tỷ cái dây cáp gì nè các bạn, cái dây cáp đi, giả tỷ dây cáp thì nó có cái đầu cáp thì các bạn mở cái nắp này ra, các bạn mở nắp này ra nha. Đây. Các bạn dỡ mở cái nắp này ra nè các bạn. Rồi mở cái nắp cốp làm sao luôn nha các bạn. Mà mới thấy đường mà luồn dây các bạn. Cái nắp cốp phía sau nè các bạn. Đây. Để cái nắp cốp này nè các bạn, mà phải mở ốc ra hết nha. Mình nói gì các bạn hiểu rồi, nó đơn giản lắm, không có gì hết. Đó, nó mới đứt lỡ đứt cọng dây đó chuyện bình thường, nó vô cái đầu các bạn. Nó không. Ở trong là cái đáp mà dở dương dịch đó các bạn. Nó có một cái đáp, cái mình ở đây nó có nó cắt cái chẻ mà, ở trong có cái lỗ. Rồi mình cái này là giả tỷ nè, cái này nó có cái đầu cái xe Honda nó có một cái đầu. Nếu mà hư thì các bạn mua cái xe Honda gì các bạn đút vô kéo xuống chứ không có gì hết. Xong rồi ở đây nó có cái rãnh này các bạn, sọt vô cái này thôi, nó sọt vô cái rãnh ở trong có cái lỗ tròn rồi nó giữ nguyên lý, nó giữ vậy là các bạn, mình không có tháo nó quay nó thời gian dài lắm các bạn ơi. Bữa nào đây là các bạn, đó nó y cái trong này có cái rãnh này các bạn, để vô vậy thôi, là cái giữ lại thôi, có cái cục để giữ lại các bạn, cục xe Honda là có giữ để thắng các bạn nhớ nha, nguyên lý nó là vậy đó các bạn nhớ đấy. Muốn giật nè, nếu mà bị á thì các bạn trong này các bạn tháo cái này, cái lò xo này đã hết rồi, bên trong có cái cục mà nó mình đút cái dây này vô, mình lòn ra phía sau, rồi phía sau mình mở cái đáp ra các bạn, xong rồi các bạn lòn xuống, các bạn nhớ trong nguyên lý nó vậy, nó có đầu chẻ thì mình bỏ vô nó gài lại bạn, các bạn căng xuống. Còn cái dây này các bạn mình cảm thấy á, cái dây này các bạn lòn đây, bạn lòn theo cái dây thắng này các bạn, còn không có dây thắng thì kiếm luôn nguyên, không có dây này thì chỉnh cũng được, còn nó khó lắm các bạn, mà cái dây này ít thì đầu hư lắm, cái dây này y dây thắng này các bạn, lòn vô đây, lòn ra đây, cái mình ở đây nó có con ốc các bạn, đây có hai con ốc hãm lại nè các bạn, đó này các bạn nhớ nè, hai cái ốc này nè, nếu mà nó không có dở thì dặn tới dặn lui, tới lui xíu mà các bạn, đó là chìa khóa chính các bạn nhớ nha, chìa khóa chính chứ không phải khóa 10, cái này máy Nhật chìa khóa chính nó tùy theo máy nào thì làm máy nấy thôi các bạn. Đây chính các bạn dặn này, muốn dở nhiều thì các bạn dặn ốc này các bạn, muốn cho nó đồng tiền mà nó cảm thấy nó không có nhảy nha các bạn, không có nhảy, mình kéo qua đồng tiền nó không có nhảy nha các bạn. Đó là mình lấy tay mình thử nè các bạn, lấy tay mình thử mình kéo nè, mình kéo mình kiểm tra coi. Đồng tiền ở trên nè mình tháo ra, đó
kiểm tra mình thấy cái đồng tiền trên nó nhảy hay không các bạn. Này các bạn nhớ nha. Mình kéo cái tay này nè các bạn, mình kéo cái tay dưới ha. Mình kéo dây này thử cái đồng tiền nó nhảy không các bạn này, nó nhảy vậy này. Này các bạn này, nó nhảy gì đúng các bạn nhớ. Còn nó trường hợp nó không có nhảy thì các bạn nhớ trên đó mình canh đâu đó đúng đàng hoàng chuẩn các bạn. Dưới này thì các bạn dằn ốc này ra, đây dằn ốc này ra nó không nhả thì các bạn nó chỉ xê xích được có một xíu thôi chứ không có nhiều, 5 ly 4 ly 3 ly thôi chứ các bạn. Nè các bạn nhả hãm này ra nè các bạn, hãm bên đây đó, các bạn kéo tới một xíu thấy không, được như đó thôi chứ không được nhiều. Nhiều khi nó dây nó giãn gì thì phải làm vậy các bạn. Rồi xong rồi dặn cứng lại nha các bạn, dặn cứng lại. Mà trường hợp không nhảy nữa thì các bạn nhớ đây có con ốc rồi các bạn, tùy theo máy nha. Máy liền chọc thì nó cũng có cái đó luôn, máy này cũng vậy luôn, nó giật các bạn. Đây có con ốc rồi các bạn, nhớ nha, ốc là quan trọng lắm nha các bạn. Nó cái đồ nó giữ là cái ống giống như dây thắng các bạn. Đây các bạn mà đưa tới vậy nè, các bạn đưa về qua tay trái, nó cái ống giữ là các bạn đưa về tay trái, các bạn dặn lại là các biết nó sao không, là nó cái dây nó dùng nữa các bạn nhớ. Họ đưa tới tay trái là dây này nó dùng nè. Mình nhúc nhích vậy là mình kéo vậy là các bạn đồng tiền chưa nhả nè các bạn. Nó chỉ biết nguyên lý nhẹ đơn giản, mình không biết là không được nè các bạn. Kéo không chết đâu, ra không chết mà chưa nhả đồng tiền nè các bạn, thấy không? Đó. Nè kéo cả này mà chưa giải đồng tiền là nó biết tầm bậy là sai rồi các bạn. Nó nhớ kéo vậy là không được. Đó các bạn phải cái này nó đơn cái mẹo đơn giản mà các bạn không biết thì mệt lắm. Nhiều khi lỏng ốc này các bạn, ôi sao mà máy không nhảy cái đồng tiền, cắt chỉ thì cắt cái vuột luôn, nên phải ông dặn ốc này ra. Đó. Bạn đưa cái ống này ra, nó cho phép là còn dư khúc là các bạn thấy không nè, không lớn luôn nè, nè các bạn nè, đây nè các bạn, đây các bạn kéo về bên tay phải các bạn, đó các bạn kéo về tay phải, các bạn dặn lại là dây nó sẽ căng nên mình không có cần mà tăng đưa gì giữ đó, là cái còn cái hai ốc nãy hãm là tăng đưa, các bạn nhận cứng rồi nha, là nó giữ lên luôn các bạn. Xong còn bên đây là các bạn phải thả trở lại, nó giờ nhích nhẹ cái đồng tiền nó nhảy liền các bạn này, nhích nhẹ nó nhảy nè nè các bạn thấy không, nhích nhẹ cái nhảy rồi đó chứ không cần kéo như nãy đâu, nó nhảy nhiều luôn, nhảy nhiều quá rồi các bạn, nhảy nhiều quá cũng ấy nữa nên giảm đầu bớt. Đây dàn ốc bên đây nè, hai cái này là hai cái cục chặn các bạn, cái tăng đưa mà nó không có nhảy đồng tiền các bạn cũng ảnh hưởng với này các bạn nhớ nha. Nó nhớ cái con ốc hồi nãy đó bạn, cái con ốc đó rất là quan trọng nha các bạn. Nó dặn ốc này ra, dặn ốc này vô các bạn, đừng cho nó nhả nó bớt ra lại. Cái này là mình thả thắng ra bớt nè, nhảy nhiều quá các bạn nhớ. Cái này đơn giản chứ không biết cái cục lộng cộng các bạn, nguyên lý nó là vậy thôi. Còn cái ống ở trên thì bị đứt dây thì các bạn phân từ nhau cái chỗ đó, các bạn đúc cái dây thắng vô rồi lòn ra cái này chứ không có gì hết. Nó có bán nguyên bộ này luôn các bạn, nguyên cái bộ này luôn. Nó bán nguyên bộ dây luôn, nó có bán dây nhưng mà mình chỉ xịu rồi nửa đêm nó hôm nó bị hư lắm. Thì mình làm vậy các bạn. Đó. Nó vậy thôi, mình nói chung mình chế được, mình mua dây thắng về mình chế được các bạn, còn vậy thì nó bán nguyên bộ các bạn, về cái mình đúc từ cái dây này lên luôn. Rất là nhanh. Nó có bán luôn các bạn, cái bộ này có bán luôn. Bộ dây máy liền trục, máy giao dợ giao ngang gì nó cũng có hết các bạn. Các bạn nhớ chỗ này là cái tăng đưa chứ không có gì hết các bạn. Nhớ nha. Tăng đưa. Còn này là cái dặn mà cho nó căng nhiều hay căng ít các bạn. Vậy thôi. Nó chỉ đơn giản thôi nhưng mà các bạn không biết thì nó cũng mệt lắm các bạn. Đó, cái ngành này nó vậy á. Nó là chỉ cho anh em nhiều khi nó đứt nửa đêm nó hôm thì cũng thăng cái dây thắng từ trên xuống. Tại người ta mà mình không biết làm đó là không có sản xuất được cái máy đâu. Nó không có chỉnh được cái máy đâu hoàn hảo các bạn nhớ. Ở trong này nó có một cái đó mà mình hả lấy. Ở trong này nó ở đây con dưới cái đầu dây thắng có cái rẽ ngang này các bạn, ở trong này nè các bạn nên nhớ nè, này nè các bạn lú ra nè, lòn ra phía sau kia luôn chứ không có gì hết. Nó có cái làm cái rảnh cho bỏ cái dây vô các bạn nhớ đi các bạn. Còn mình chế thì ở nhà mình kiếm dây thắng mình chế cũng được, nhưng khi mình xuất cái đầu đó mình lấy cái phích cắm điện á, bạn cắt đít nó có ốc nhỏ các bạn dặn lại cái dây này, bạn kéo ra cái dây này, các bạn kéo trong cái này ra, kéo trong cái dây ra, xong các bạn lấy con ốc đó các bạn dặn lại cái dây với con ốc lại, dặn cứng lại cái mình bỏ vô lại, là nó kéo đi được cái cọng dây giật ở dưới, nó kéo vô được các bạn nhớ nha. Ý là mình thay dây là thay vậy các bạn. Nó còn cái dây này nó còn đứt còn ló thì các bạn tháo dưới ra, bạn kéo lên được miếng, kéo ra được miếng đi, kéo ra dài cái cọng dây dài ra đi, rồi các bạn lấy cọng đó cái cục đó các bạn cắt cho gọn, nó rồi mài cho nó gọn bớt, trong đó nó có con ốc cái đồ phích cắm điện các bạn, nó có con ốc.
cái các bạn cái bạn dặn ra, dặn ốc ra, các bạn bỏ cái dây này vô, các bạn dặn cứng lại rồi xong rồi cái bỏ vô cái khe lại, cái lấy rút cái dây xuống dưới thôi, ý là thay dây vậy là thay vậy đó các bạn, chỉ vậy là các bạn biết liền cái nguyên lý là vậy thôi. Nếu mà nó bị đứt cái cọng này, sức cọng này lại xài lâu ngày mình giật riết mà nó cọng này nó bị giống như nó ma sát rồi nó đứt ngang ở trong này, rồi bạn tháo ở dưới ra, rút cái dây lên, rút dây lên rồi ra chừng khúc, rút ra nhiều không được, hầu gọt vô khó thì bạn cắt cái phích điện, bạn mài chừa lại chừng cỡ 3-4 ly, 4-5 ly hai bên là cỡ 5 ly các bạn. Phích cắm á các bạn, cái đầu cái trong đó có con ốc các bạn đó, lấy cái bạn mình làm chế, cái đó là cách chế trong công ty mình hồi xưa làm chế nó hoài, mà đó mua đồ cũng tùng khó lắm. Mà còn vợ bán này nhóc, nhưng mà ở xa nhiều lúc các bạn không có tiền mua được thì làm vậy thôi, tùng đó các bạn. Thì các bạn làm nó đơn giản, không có gì, làm sao cho có độ giật là được rồi các bạn. Còn nhớ cái tăng đưa hồi nãy rất là quan trọng, con ốc đó vậy các bạn, rất là quan trọng nha. Nó rồi bữa nay mình chỉ cái đồng tiền thôi các bạn. Vậy đó, người ta mai lên giày ta dở nhẹ này các bạn, đồng tiền chưa dở mà lên là đồng tiền chưa có dở này nó các bạn. Nè, mình dở nhẹ đồng tiền vẫn chưa có dở, mà dở nhẹ đồng tiền mà dở dịch mà đồng tiền nó hở sớm quá không được nha các bạn. Cái này chưa dở, là dở mạnh nó mới dở các bạn. Thì mình qua dở giày nó qua cái cục gù nó cao, nó không có bị nổi chỉ các bạn. Các bạn nhớ vậy đó, cái phương pháp chỉnh đồng tiền nó rất là đơn giản. Còn này là căng là không căng thôi các bạn nhớ. Nó vậy là bữa nay mình xin nói chung mà clip mình ở đây xin tạm biệt các bạn nha. Nói chung là các bạn có thương mình thì nhớ kiếm người ủng hộ kênh cho mình. Kênh mình là kênh nhà nghèo, YouTube nhà nghèo các bạn ơi. Mới làm mình chưa biết làm ảnh bìa luôn các bạn ơi. Nhiều khi đó, tương tác ở bên YouTube đó cũng tương tác cho mình nhiều bằng giống người ta, giờ anh em ta làm trước không, mình cũng đang tìm hiểu. Mấy ảnh bì lên nó mới sinh động các bạn. Còn này mình chỉ rất là chân tình, các bạn thương mình thì like, share gì lên, bấm kênh cho mình nha. Để nói chung là động lực cho mình để mình lên cái hướng dẫn sửa máy may công nghiệp có động lực các bạn. Rồi thôi, xin cảm ơn các bạn nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn cái clip sau. Nó là bạn nào mà dán dây không được thì điện thoại mình chỉ luôn trực tiếp trên mạng luôn các bạn. Dán cái dây đó không được thì cứ liên hệ mình tư vấn cho. Ai mua bán máy, ai cần máy may gì ở trong miền Nam, miền Tây, miền nào cũng được, mình gửi đi xa, mình gửi các bạn thì mình bán máy may giá sỉ á. Có ai ủng hộ thì liên hệ số điện thoại mình tư vấn. Rồi xin tạm biệt các bạn nha.